o ơ. A o ơ. Rồi. A o ơ. Giờ. Giờ a, giờ a da. Ok, tiếp tục. Giờ ơ, giờ ơ dơ. Giờ ơ, giờ ơ dơ. Đờ. Đờ a, đờ a a. Đờ ơ, đờ ơ đơ. Đờ ơ, đờ ơ đơ. Very good, tiếp tục. Bờ a, bờ a cái sắc bờ. Bà cờ a, cờ cờ hải cả. Đọc hai chữ. Bà bà, bà cả. Cả bó cỏ, bó cỏ. Cá cờ. Tiếp tục. Cờ ca, cờ đỏ. Ok. Bé giờ đi về. Chữ tiếp theo. B ơ a o ơ ơ. Bờ ơ, bờ ơ bờ sóc bớ. Sai. Bờ ơ bờ bơ. Hiền bờ. Con đừng có che chữ, con để xịt xuống. Đó, hiền bờ. Con cầm cây bờ. Viết con chỉ coi. Giờ đờ. Đờ ê đờ ê đê. Bờ đê. Bờ đê. Bờ đê có dễ. Bờ đê có dế. Bà có đỏ đỏ. Đờ. 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 Giờ đờ. Đờ. Ô rỡ đâu nhà đỡ. Đỡ. Đờ. Tiếp tục. Giờ đờ. Đờ ơ. A đỏ đỏ đỏ. Đờ đỏ đỏ. Đỏ đỏ. Đỏ đỏ. Giờ ơ. Giờ ơ vô nhã. Giờ ơ. Giờ bé. Cờ đỏ. Bà. Bà bè. Bà. Bà bà. Bờ ba sắc bó. Bó cỏ. Cá cờ. Cờ đỏ. Bò. Bò. Bó cỏ. Bó cỏ. Tiếp tục. Cờ cỏ. Cá cờ. Cá cờ. Cờ đỏ. Chào mời. Chữ mấy chữ bên này sao không thấy đọc vậy? Đọc lại. Đờ. Ơ. Nhã đỏ. Đỏ bà. Đúng không? Rồi. Đọc lại một lần nữa. Chỉ đọc nhanh cái nào. Đọc cái này. Đọc đi. Bẻ. Bờ ơ bờ bờ sắc bờ bờ. Đó là đôi sắc hả? Bờ ơ bờ bờ hình bờ bờ bờ. Đờ dễ dễ ư đờ ư đức có dễ. Ừ, đọc lại. Bờ đê có dễ. Bờ đê có dễ. Bà có đỏ đỏ. Đỏ đỏ. Bà có đỏ đỏ. Rồi đọc lại coi. Đọc lại các chữ trong đám mây coi. Không nhỏ đi. Đọc đi. Con chọn chữ nào, con chỉ chữ nào, con đọc chữ đó cho mẹ. Con đọc. Rồi bắt đầu. Cá cơ. Tiếp tục. Đừng có che chữ. Bờ
bò cỏ bò cỏ bò cỏ đổ bé tiếp tục cờ đỏ sai à đúng rồi cờ đỏ cờ đỏ bên kia là đổ đỏ đổ đỏ hả đổ đỏ đâu chị ơi đổ đỏ rồi che mất a ơ ơ là đổ đỏ đó từ tiếp theo đồng sao bờ bờ d bờ d bờ d chữ bên đây bờ có dằm bờ chữ đây dẫn bà có học vịnh bà không học gì vẫn đắp cái đèn đó đi có và xin bóng vẫn mất đi rồi đọc đi chữ này giờ bà bờ a o o ơ bé dẫn bà đỡ bà đỡ bà dẫn bé dỗ bé chữ đây bà bờ ơ bờ bờ hiền bờ học thuộc luôn đi đọc gì em nó mới đọc xong đó giờ đờ đờ ê ê bê có dế đọc lại dế, có dế giờ đờ có dế đọc lại bờ giờ đờ có dế bờ đê có dế gì bờ đê có dế bờ đê có dế bờ đê có dế bờ đê có dế chữ tiếp theo bờ đê có dế bờ đê có dế bờ đê có dế rồi chữ bên đây bờ đê có dế bà có đỏ đỏ đâu lại bên kia sao sao hả bà có đỏ đỏ bà có đỏ đỏ bên này có dế dế đọc đi bờ đê có dế bà có đỏ đỏ rồi bờ chữ này bờ đê có dế bà có đỏ đỏ bờ đê có dế bà có đỏ. Rồi chữ này coi bờ đê có được được đây đọc chữ này coi đây để nay giờ dỡ bà nữa đỡ bà đỡ bà này chữ này nó giống chữ bên này nè bờ bờ ơ bờ ơ hiền bờ bờ ơ bờ ơ hiền bờ bờ gì bờ 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 anh biết đọc bờ đê đây cờ đỏ đây cá cờ đây bờ bờ o bờ bờ thì hả ông bờ gì bờ dấu gì bờ a bỏ bờ sắt bỏ bỏ gì bỏ cả này đỏ đỏ này đỏ bé rồi sang đây bài số 9 đọc đi chỉ đi đọc đi ơ ơ ngã ơ ơ bò bò ơ bò ơ bò thuyền viền bờ bờ
bờ bờ vơ hỏi bờ bờ hỏi bờ cờ ơ bờ cờ vơ huyền huyền cờ cờ ơ cờ cờ nhảy cỡ rồi bên trên giờ chữ này đâu rồi đâu rồi chữ này bờ chữ này chữ gì bờ chữ đó mà chữ bờ hả giờ giờ ơ ơ giờ ơ trở ra nhảy giỡ tiếp tục giỡ ừ bờ ơ đờ 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 ơ đờ đờ ngã ngã đỡ rồi này bờ ơ bỏ với mình bờ 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 gì bờ bờ ê bờ ơ đây là dòng sông nè, dòng sông này nó ở bên hai dòng sông, ở ở bên hai cái này gọi là hai cái bờ đê nè, và ở giữa chính là dòng sông. Rồi chữ đây đọc 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 ven bữa nay nè chữ này bờ đê hả đúng rồi bờ đê bên này cá cờ đây đê đờ đờ ơ bé đỡ bé đỡ bé bên dưới bên dưới chữ này giống chữ đây đọc đi chữ này là chữ gì ở trên này mới đọc xong chữ gì đờ đờ không phải gì vậy đờ nó có gạch ngang trên đầu mà đờ đờ ơ đờ ơ đây nhảy đỡ đỡ ai bé vậy thì chỗ này đỡ bé sang đây bố đỡ bé à thấy bố không bố em bé này chưa biết đi dịnh đỡ bố, cho em ấy biết đi bố cao quá bé nhỏ quá bố làm như vậy để bố dựng được đỡ đỡ bé thì nó mới mẻ đây là cái gì cái đây kia như vậy đây là gọi là phương tiện giao thông phương tiện giao thông